Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món sườn xào chua ngọt. Và với món ăn này thì rất là phù hợp để mình ăn với cơm. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích. Và nếu như các bạn thực sự quan tâm thì hãy cùng mình vào bếp và thực hiện nha. Thì để làm được món sườn xào chua ngọt, hôm nay mình có mua được ở đây là sườn heo nè các bạn, là 650g. Bây giờ mình vẫn chưa sơ chế hết, một chút nữa mình sẽ đi sơ chế, mình khử mùi hôi cũng như mình làm sạch sườn heo. Bây giờ mình làm đến đâu mình chia sẻ đến đó nha. Mình cho ở đây một muỗng canh muối và hai muỗng canh giấm, hoặc là các bạn cho chanh. Cho ở đây một ít nước, mình sẽ nhồi bớt khoảng 5 phút. Sườn thì các bạn sẽ chặt miếng vừa ăn như thế này, cũng đừng nhỏ quá các bạn, nhưng cũng đừng có lớn quá, như thế này là được. Các bạn nhồi 5 phút, các bạn thấy là nước nè rất là đục ha. Đối món này mình sẽ sơ chế kỹ. Món sườn xào chua ngọt mình làm như thế nào để khi mình thưởng thức mình vẫn cảm nhận rõ được cái hương vị đặc trưng của món sườn xào, nhưng mà cái món sườn của mình sẽ không có bị quá khô, bên ngoài giòn giòn nhẹ đó, nhưng mà bên trong vẫn giữ được cái độ mềm của thịt, không có ăn không có cảm giác là bị khô cứng nha các bạn. Tiếp theo mình bắt lên đây một nồi nước, cho gừng vào đây, một muỗng canh rượu trắng. Nước đã sôi, các bạn sẽ cho sườn vào, các bạn trụng sơ khoảng 2 phút. Có bạn thì thích trụng giống như của mình, có bạn thì không cần, nhưng mình thấy là trụng sơ qua như thế này á sẽ sạch bọt dơ hơn á. Rồi các bạn hết 2 phút rồi, đây các bạn thấy nè, bọt dơ nổi lên. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra, mình rửa sơ qua nước để cho sạch những cái bọt dơ bám ở trên sườn heo á các bạn. Rồi đây là sườn heo sau khi mình đã rửa qua nước sạch cái bọt dơ rồi. Bây giờ mình cho vào tô để mình áo một lớp bột bắp nha. Mình áo bột á các bạn để khi mình chiên á thì giòn ở bên ngoài, nhưng mà ở bên trong á thì sườn của mình không có bị khô. Mình áo một lớp mỏng thôi. Rồi sau mình để lửa nhỏ nha các bạn, rồi mình mới cho sườn vào mình chiên. Rồi sau khi cho sườn vào rồi, bây giờ thì mình mới tăng lên mức lửa trung bình. Các bạn chiên làm sao mà vừa hơi vàng xém ở bên ngoài là được, không có cần phải chiên cho chín kỹ nha. Món này các bạn không chỉ là người lớn yêu thích đâu nha, mà kể cả trẻ nhỏ cũng rất là thích luôn. Các cháu nhà mình nó rất là thích cái món này, bởi vì sườn mà các bạn, sườn non nữa nè, mềm thịt ở bên trong. Sườn đã vàng xém các cạnh như thế này, giờ mình sẽ cho ra giấy thấm dầu. Rồi vẫn là cái chảo này ha, bây giờ mình chút bớt dầu ra, mình để lại đây một ít dầu để mình phi thơm tỏi và hành tím. Đối món này thì mình sẽ cho tỏi và hành hơi nhiều. Mình chờ cho dầu nóng, mình cho tỏi vào phi. Khoảng 1 muỗng canh vung và 1 muỗng canh vung hành tím. Rồi tỏi và hành đã thơm và vàng, bây giờ các bạn sẽ chút ra bớt một nửa. Còn một nửa các bạn sẽ tăng lên mức lửa trung bình, sau đó cho sườn và mình xào thơm. Rồi sau khi sườn đã thấm và thơm hành và tỏi, bây giờ thì mình sẽ tạm thời mình chút ra đĩa lại ha, để mình chuẩn bị hỗn hợp nước sốt để mà mình làm cái món sốt chua ngọt. Cho vào đây 2 muỗng canh đường, nửa chén nước cốt me, 1,5 muỗng canh nước mắm. Ở đây mình dùng nước mắm 36 độ đạm. Các bạn nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vang gia đình các bạn là được. Có cái vị chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, đậm đà. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây dầu hào
cho đây 2 muỗng canh dầu hào. Mình cho đây 1 muỗng canh tương ớt. Độ cay tùy thích nha. Tiếp theo mình cho đây nửa muỗng canh mật ong để tạo cái độ bóng mượt cho món sườn. Hạt nêm mình cho đây 2 muỗng cà phê. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Cuối cùng đó là tiêu xay. Rồi mình bật bếp trở lại, mình nấu cho hỗn hợp nước sốt này. Sôi bùng lên và sánh nhẹ, mình mới cho sườn và mình rim. Nước sốt đã bắt đầu sôi bùng và sánh lại các bạn. Mình chờ cho sánh lại, rút bớt một nửa lượng sốt thì mình sẽ cho sườn vào. Rất là thơm luôn. Mình để mức lửa trung bình ha. Rồi như thế này được rồi đó các bạn. Thì mình sẽ cho hết sườn vào. Vẫn để mức lửa trung bình. Đây các bạn, lúc này mình kiểm tra mình thấy nè, sườn của mình đã ngấm đều nước sốt lên màu rất là đẹp luôn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho hết tỏi và hành tím mình đã phi vàng thì mình cho vào. Các bạn đảo đều lên một lần nữa rồi mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa và thưởng thức nha. Rất là thơm luôn các bạn, màu sắc đẹp chưa nè. Rồi như thế này là được đó các bạn, mình không cần phải rim cho thật là cạn nước luôn nha. Khi nguội lại thì món ăn của mình sẽ sánh hơn nữa đó. Nhìn miếng sườn nè, rất là bóng mượt luôn, hoàn toàn là không bị khô. Rồi đây, thành phẩm của mình như vậy là mình đã hoàn thành xong món sườn xào chua ngọt thật là ngon và đẹp mắt như thế này. Các bạn nhìn miếng sườn nè, bóng mượt, hoàn toàn không bị khô, thấm đều nước sốt. Món này phải nói là có thêm một chén cơm trắng nữa thì phải nói là tuyệt cuốn bèo nha. Các bạn hãy thử vào bếp và thực hiện và cho mình biết cảm nhận bằng cách là comment trực tiếp bên dưới. Cũng như nếu như các bạn cảm thấy yêu thích và hài lòng về món ăn của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một món sườn xào chua ngọt nha các bạn. Chúc tất cả các bạn sẽ thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.